Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài tiếp theo trong loạt bài Listening Practice Through Dictation, bài số 18, Unit 18, Have Some Fun. Have Some Fun. Tựa đề của bài này có nghĩa là vui chơi, giải trí. Have Fun có nghĩa là vui chơi hay là giải trí. Have Some Fun cũng có nghĩa như vậy. Chúng ta sẽ xem một cuộc hội thoại giữa hai người bạn và họ sẽ nói gì về cái chủ đề vui chơi, giải trí này nhé. Trước hết thì tôi cũng sẽ đọc qua toàn bộ bài như thường lệ. Have some fun, vui chơi hoặc là giải trí. Okay, great, we'll meet you in an hour, bye. Được rồi, tuyệt quá, chúng ta sẽ gặp nhau trong một giờ nữa nhé. Tạm biệt cậu. Who was that on the phone, Jane? Ai ở trên điện thoại thế Jane? That was Amy, she wants to meet us in front of her apartment building in an hour. Đó là Amy. Cô ấy muốn gặp chúng ta ở trước tòa nhà của cô ấy trong một giờ nữa. Why are we meeting her there? Tại sao chúng ta lại gặp cô ấy ở đó? Because her apartment is close to the bus stop. We're going to go downtown and watch a movie. So hurry up and get ready. Chúng ta bởi vì căn hộ của cô ấy thì rất gần với lại bến xe buýt. Và chúng ta sẽ đi chơi. Chúng ta sẽ đi vào thành phố chơi, đi vào khu trung tâm chơi và xem một bộ phim. Vì vậy cậu hãy nhanh lên và hãy chuẩn bị đi. Oh, I honestly don't think I should watch a movie tonight. Thật lòng tôi nghĩ là tôi không nên xem một bộ phim vào tối nay. I am studying for an important test on Tuesday. Tớ đang ôn bài, tớ đang học để chuẩn bị cho một cái bài kiểm tra rất là quan trọng vào ngày thứ ba. So I really don't have time to have fun. Vì thế mà tớ thực sự không có thời gian để đi chơi, không có thời gian để giải trí. You have been studying for several days, Joe. Cậu đã học trong suốt mấy ngày vừa rồi Joe. You don't need to study anymore. Cậu không cần phải học thêm nữa. You need to have fun. You need to have some fun because you're too tired to study anyway. Cậu cần phải giải trí một chút xíu bởi vì cậu đã quá mệt mỏi để học rồi. Cậu đã quá mệt mỏi với việc học rồi. I don't know, maybe you're right. Tớ cũng không biết nữa. Có thể là cậu đúng, có lẽ cậu đúng. Is it just Amy and us going? Thế chỉ có Amy và chúng ta đi thôi à? Lily is coming along too. Lily cũng sẽ đi cùng với chúng ta. Oh really? Thật chứ? I need time to take a shower and get dressed. Thế thì tớ cần thời gian để tắm và mặc đồ. Don't worry, you have time. Đừng lo, cậu có thời gian mà. It will be fun to see Lily and fun to watch a movie together. Sẽ rất là vui khi được gặp Lily và sẽ rất thú vị khi mà được xem một bộ phim cùng nhau. I told you so. Tớ đã bảo cậu rồi mà. Như vậy là chúng ta đã vừa dịch xong cái toàn bộ bài. Chúng ta đã hiểu nghĩa của toàn bài. Đây là một cuộc đi chơi, một cuộc nói chuyện giữa hai người bạn về một cuộc đi chơi sắp diễn ra. Và họ nói về việc là sẽ đi xem một bộ phim. Một đoạn hội thoại rất là ngắn về một cái vấn đề rất đơn giản thôi. Nhưng chúng ta cũng sẽ học được nhiều câu từ trong đoạn này. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem họ nói cụ thể từng câu họ nói gì nhé. Trước hết chúng ta nói lại về cái đầu bài. Tiêu đề của bài này là Have Some Fun. Have Some Fun. Fun thì nó có nghĩa là thú vị, cái gì đó vui vẻ đó. Have Some Fun tức là đi giải trí hoặc là đi chơi đấy. Đó. Thì chúng ta cứ dịch, tạm dịch ở đây là đi giải trí chút xíu hoặc là đi chơi. Have some fun, vui chơi, giải trí. Okay, great. Một người bạn đang nói chuyện với một người bạn khác trên điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thì người này nói rằng okay, great, we'll meet you in an hour, bye. Chúng ta có cái cụm từ nói về thời gian ở đây là in an hour. Chúng ta có từ hour là một tiếng đồng hồ, là một giờ. Các bạn đọc là hour. Cái âm, cái chữ H ở đầu nó là âm câm các bạn nhé. Vậy chúng ta không đọc vào.
Nhiều bạn vẫn còn nhầm ở cái lỗi này, các bạn vẫn đọc là hour, không phải đâu, âm của nó là hour. Và tôi đã nhắc các bạn nhiều lần là các bạn muốn biết chính xác từ này đọc là gì thì các bạn phải nghe người bản xứ người ta nói, hoặc là các bạn phải tra từ điển để xem chính xác phiên âm của nó và xem cái cách đọc của từ đó là như thế nào. Bởi vì chúng ta nhìn vào từ mà chúng ta đọc sang thì đôi khi nó sẽ không đúng đâu, bởi vì tiếng Anh nó khá là bất quy tắc. Chúng ta đọc lại cụm này là in an hour, tức là trong vòng 1 giờ đồng hồ. In an hour, các bạn nối âm vào là in an hour, in an hour, in an hour, trong vòng 1 giờ đồng hồ, trong 1 tiếng. Ok, great. Ok, được rồi, tuyệt quá. We'll meet you in an hour. Chúng tớ sẽ gặp cậu trong vòng 1 giờ nữa. Bye, tạm biệt cậu. We'll meet you, meet là gặp. Will là có nghĩa là chúng tôi sẽ đấy. Thì người bạn này nói chuyện với một người bạn khác ở trên điện thoại xong thì sẽ quay sang nói lại với một người bạn khác đang ở bên cạnh. Và người bạn ở bên cạnh đó hỏi là Who was that on the phone, Jane? Ai ở trên điện thoại thế phone? Cậu nói chuyện với ai thế phone? À thế Jane, xin lỗi. Cậu nói chuyện với ai trên điện thoại thế Jane? Chúng ta có cái cụm là on the phone, có nghĩa là qua điện thoại, trên điện thoại. Đó, on the phone, tức là đang nói chuyện điện thoại, đang nói chuyện ở trên điện thoại đấy. On the phone. Và cái cụm phía trước của nó là who was that? Who was that? Đó là ai? Who was that? Đó là ai? Nếu như chúng ta muốn hỏi ngay lập tức là ví dụ chúng ta đang gặp một người, đang nhìn thấy một người nào đó mà chúng ta không biết là ai, thì chúng ta sẽ hỏi là Who is that? Viết tắt là Who's that? Who is that? Who's that? Ai thế? Ai đó? Đó. Hoặc là có người gõ cửa chúng ta, chúng ta hỏi vọng ra là ai thế nhỉ? Thì chúng ta hỏi là Who's that? Đó. Còn ở đây là cái tình huống nó vừa mới diễn ra xong, tức là bạn của mình vừa mới nói chuyện với một người khác qua điện thoại mà ta không biết đó là ai, thì mình hỏi là Who was that? Cũng vậy thôi, người ta chỉ chuyển từ hiện tại về quá khứ. Who was that? Còn nếu như các bạn nói tắt thì vẫn là Who's that? Who's that? Và nó đều có nghĩa là ai thế? Who's that on the phone? Who was that on the phone? Ai trên điện thoại thế? Ai trên điện thoại thế? Who was that on the phone? Ai trên điện thoại thế? Jane? Chúng ta đọc lại hai câu này. Okay, great. We'll meet you in an hour. Bye. Okay, tuyệt quá. Chúng tớ sẽ gặp cậu trong vòng 1 giờ nữa. Tạm biệt cậu. We'll meet you. Chúng tớ sẽ gặp cậu. We'll meet you. Chúng tớ sẽ gặp cậu in an hour, trong vòng 1 giờ nữa. Bye. Tạm biệt cậu. Who was that? Ai thế? On the phone, trên điện thoại. Jane. Who was that on the phone, trên điện thoại? Who was that on the phone, Jane? Ai trên điện thoại thế, Jane? Câu tiếp. That was Amy. Đó là Amy. That was Amy. Đó là Amy. She wants to meet us in front of her apartment building in an hour. Câu này chúng ta có từ mới ở đây là từ apartment. Apartment, part là cái âm A trong các bạn nha. Apartment, apartment nó có nghĩa là một căn hộ. Một căn hộ. Chúng ta đã có dịp trao đổi về các cái danh từ nói về các cái ngôi nhà, các cái chỗ ở, thì tôi sẽ nói lại với các bạn ở đây một lần nữa để cho chúng ta cùng nhớ là nếu như các bạn nói đến một ngôi nhà có đầy đủ là đất vườn, có vườn xung quanh, có khuôn viên xung quanh, có ngõ vào, và ngôi nhà đó có thể là một tầng, có thể là hai tầng, nhưng nói chung là ở bên nước ngoài thì thường là mỗi một ngôi nhà là nó có cả cái khuôn viên xung quanh nữa, có cả vườn, có cả sân, ngõ vào rất là đầy đủ. Thì như thế người ta gọi là một house. Một cái house là một ngôi nhà. House. Thế còn nếu như các bạn nói đến một căn hộ ở trong một cái tòa nhà đó, thì thường thường người ta dùng từ apartment. Nó có nghĩa là căn hộ đấy. Apartment. Apartment, căn hộ. Hoặc người ta có thể nói là từ flat. Flat nó cũng có nghĩa là một cái căn hộ. Đó. Chúng ta có ba cái từ đấy các bạn lưu ý nhé. House, apartment và flat. Đó. Thì ở đây chúng ta được tiếp cận là apartment. Và đã apartment thì bao giờ cũng gắn liền với lại building. Building là tòa nhà. Vì cái apartment đấy nó nằm trong cái building đấy.
Đó, giống như chúng ta đi ở nhà chung cư vậy. Thì chúng ta có cái danh từ ghép là apartment building, chúng ta có thể dịch là cái khu khu nhà ở hoặc là cái tòa nhà chung cư, ta tạm dịch là như vậy. Ở trong câu này thì chúng ta tách ra làm mấy ý. She wants to meet us. Cô ấy muốn gặp chúng ta. She wants to meet us. She wants to meet us. Ta nối âm vào meters, meters. She wants to meet us. Cô ấy muốn gặp chúng ta. In front of, phía trước. In front of, phía trước. Cái cụm từ này chúng ta đã biết rồi. In front of là ở phía trước một cái gì đó. In front of, phía trước. Her apartment building, trước cái tòa nhà của cô ấy. Apartment building tôi đã vừa giới thiệu rồi, là cái tòa nhà chung cư hoặc là cái khu nhà ở, phía trước khu nhà ở của cô ấy. In front of her apartment building, phía trước tòa nhà ở của cô ấy. In an hour, trong một giờ nữa. Tôi đọc lại cả câu. That was Amy. Đó là Amy. She wants to meet us. Cô ấy muốn gặp chúng ta. In front of her apartment building, ở phía trước tòa nhà của cô ấy. In an hour, trong vòng một giờ nữa. Why are we meeting her there? Tại sao chúng ta lại gặp cô ấy? Tại sao chúng ta sẽ gặp cô ấy ở đó? Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là họ dùng thì hiện tại tiếp diễn. Nhưng hiện tại tiếp diễn ở đây nó có nghĩa tương lai các bạn nhé. Đó, như tôi đã nói là trong cách thể hiện một cái ý là sẽ thì nó có đến ba cách thể hiện. Các bạn có thể dùng là will, các bạn có thể dùng to be going to, hoặc các bạn có thể dùng hiện tại tiếp diễn. Đó, trong trường hợp này chúng ta dùng hiện tại tiếp diễn. Thường thường thì người ta sẽ nói đến hiện tại tiếp diễn với ý nghĩa là sẽ, là tương lai. Trong trường hợp mà kế hoạch đã định sẵn rồi, chắc chắn là sẽ như vậy rồi. Thì trong trường hợp này là như vậy. Tức là hai người bạn kia đã hẹn nhau và kế hoạch đã được định, đã được chốt. Thì người ta có thể dùng đến thì hiện tại tiếp diễn. Đó. Thì người ta nói là why are we meeting her there? Tại sao chúng ta sẽ gặp cô ấy ở đó? Why are we meeting her there? Tại sao chúng ta sẽ gặp cô ấy ở đó? Because her apartment is close to the bus stop. Chúng ta đã có cái cụm từ close to, là gần với cái gì đó, chúng ta đã học ở trong bài Antarctica. Close to the equator là gần với đường xích đạo, chúng ta đã biết rồi. Ở đây là close to the bus stop. The bus stop thì chúng ta biết là bus là xe buýt, stop, bus stop, stop là điểm dừng, bus stop là cái trạm xe buýt. Đó. Thì close to the bus stop có nghĩa là gần với trạm xe buýt. Because, bởi vì her apartment, nhà của cô ấy, is close to the bus stop, gần với lại trạm xe buýt. Because her apartment, bởi vì nhà của cô ấy, because her apartment, bởi vì nhà của cô ấy, is close to the bus stop, gần với lại trạm xe buýt. Is close to the bus stop, gần với lại trạm, gần với trạm xe buýt. We're going to go downtown and watch a movie, so hurry up and get ready. Chúng ta lại thấy ở đây người ta dùng một cách nói nữa của thì tương lai, nói đến việc là sẽ làm gì. Như tôi đã giới thiệu cách trên là dùng thì hiện tại tiếp diễn, còn ở đây chúng ta dùng cách thứ hai là going to. Đó. We are going to, we're going to. Người ta viết tắt vào, chúng ta cũng nói tắt đi. We're going to. Chúng tôi sẽ, chúng mình sẽ, chúng ta sẽ. We're going to. Chúng ta sẽ. Sẽ làm gì? Sẽ go downtown. Chúng ta có một từ mới ở đây là từ downtown. Downtown. Downtown có nghĩa là trung tâm, khu trung tâm. Ví dụ chúng ta ở một thành phố nào đấy thì bao giờ mỗi một thành phố nó cũng sẽ có một khu trung tâm. Đó. Thì chúng ta gọi là downtown. Và go downtown có nghĩa là đi vào khu trung tâm này chơi đấy. Đi chơi ở khu trung tâm. Đó. We're going to go downtown. Chúng ta sẽ đi vào khu trung tâm để chơi. And watch a movie. And watch a movie là xem một bộ phim. Chúng ta đã biết rồi. Watch a movie, xem một bộ phim. Movie, một bộ phim. So hurry up. Chúng ta có từ mới ở đây là hurry up. Hurry up. Hurry có nghĩa là nhanh. Hurry up. Cái động từ này, cụm động từ này nói là hãy nhanh lên. Thì bình thường chúng ta nói nếu mà ai đó đang vội thì chúng ta nói là in a hurry. In a hurry. Ví dụ cô ấy đang vội thì là she is in a hurry, là cô ấy đang vội. Còn nếu chúng ta muốn dục ai đó nhanh lên thì chúng ta hãy dục là hurry up, hurry up. Đó. Thì cái âm này các bạn có thể đọc là hurry hoặc là
các bạn có thể đọc hơi a một tí xíu là hurry, đó, hurry, hurry đều được. Hurry up, nhanh lên. Hurry up, nhanh lên. So hurry up, vì thế cậu hãy nhanh lên. And get ready, à, get ready. Ready có nghĩa là sẵn sàng. Get ready là hãy chuẩn bị sẵn sàng. Get ready có nghĩa là hãy chuẩn bị đi. Chuẩn bị thì có nghĩa là hãy sửa soạn quần áo, chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị đi đấy. Get ready, hãy chuẩn bị đi. Đó. Get ready, chuẩn bị. Hurry up, nhanh lên. Hurry up, nhanh lên. Get ready, chuẩn bị. Watch a movie, xem một bộ phim. Go downtown, đi vào trung tâm thành phố. We're going to go downtown, bởi vì chúng ta sẽ đi vào trung tâm thành phố and watch a movie và đi xem phim. So hurry up, vì thế hãy nhanh lên and get ready, và hãy chuẩn bị đi. Câu tiếp. Oh, I honestly don't think I should watch a movie tonight. À, chúng ta có từ mới ở đây là từ honestly. Honestly, các bạn đọc là honestly. Honestly, từ này xuất phát từ từ honest. Honest, honest nó có nghĩa là thật lòng. Thì honestly nó có nghĩa là thật lòng mà nói. Honestly, thật lòng mà nói. À, chúng ta cũng có thể nói thật lòng mà nói bằng một cách khác là to be honest. Đó. Thì cái honestly hoặc là to be honest thì nó bằng nhau các bạn nhé. Nó đều có nghĩa là thật lòng mà nói. Đây là một cái câu đệm cho cách nói của chúng ta thôi. Chúng ta muốn nói cái gì đấy, một điều thú nhận gì đấy, chúng ta nói là thật lòng mà nói. Đó. Nó cũng gần gần như cái từ actually, là thật ra là đấy. To be honest, honestly, thực lòng mà nói. Oh, I honestly, thực lòng mà nói, tôi, I don't think. Thì người ta cho cái từ honestly vào giữa cái chủ ngữ và cái động từ, trợ động từ để nhấn mạnh cái ý này. Còn chúng ta thì chúng ta có nhiều cách để nói chứ không nhất thiết phải giống họ. Chúng ta có thể nói là honestly, I don't think cũng được. Đó. Ta đặt cái từ honestly lên phía đầu. Đó. Còn người ta thì người ta nói là I honestly don't think. Đó. Thực lòng mà nói tôi không nghĩ. I don't think, tôi không nghĩ. Honestly, thật lòng mà nói. I don't think, tôi không nghĩ. I should là nên. I should watch a movie tonight. Tôi không nghĩ là nên xem phim tối nay. I should watch a movie tonight. Tôi không nghĩ là tôi nên xem phim tối nay. Tonight, tối nay. Oh, I honestly don't think I should watch a movie tonight. Thật lòng mà nói tôi không nghĩ là tôi nên xem phim tối nay. I'm studying for an important test on Tuesday. Tôi đang học, đang ôn bài cho một kỳ, cho một bài kiểm tra quan trọng vào ngày thứ ba. Chúng ta có từ học là từ thứ nhất là từ learn, thứ hai là từ study. Đó, thì cả hai từ này đều có nghĩa là học. Thì chúng ta có thể dịch là học hay là ôn bài đấy. Thì là study. Học, ôn bài. I'm studying, tôi đang học, tôi đang ôn bài. For an important test, chúng ta có từ test, quen thuộc đúng không ạ? Từ này có nghĩa là kiểm tra, có nghĩa là một bài kiểm tra, một bài test, bài kiểm tra. Important là quan trọng. An important test, một bài kiểm tra quan trọng. An important test, một bài kiểm tra quan trọng. I'm studying, tớ đang học, tớ đang ôn bài. For an important test, cho một bài kiểm tra quan trọng. On Tuesday, vào ngày thứ ba. I'm studying for an important test on Tuesday. Tớ đang ôn bài cho một bài kiểm tra quan trọng vào ngày thứ ba. So I really don't have time to have fun. À, vì vậy mà tớ thực sự không có thời gian để đi chơi. À, chúng ta có have time tức là có thời gian. I don't have time tức là tôi không có thời gian. I don't have time, tôi không có thời gian. So I really don't have time. Vì thế thực sự là tôi không có thời gian. To have fun, để đi chơi, để giải trí. To have fun, để giải trí. So I really don't have time to have fun. Vì thế mà thực sự là tôi không có thời gian để giải trí. You have been studying for several days, Joe. Người bạn kia nói tiếp. You have been studying for several days, Joe. Thứ nhất là chúng ta có từ several. Chúng ta đã biết ở một số bài trước nó có nghĩa là bằng a few, bằng some, nghĩa là một vài. Several days, trong vài ngày rồi. For several days, trong vài ngày. For several days, trong vài ngày. À, chúng ta thấy ở đây họ dùng thì hiện tại hoàn thành, tiếp diễn. À, một cái thì mà chúng ta cũng hay gặp khó khăn đấy. Nhưng thực tế là nếu như các bạn học theo phương pháp mới này, các bạn học thuộc lòng nó thôi chứ đừng quan tâm đến cái việc là nó thứ tự các từ diễn ra như thế nào. Các bạn đừng suy nghĩ đến ngữ pháp thì các bạn sẽ học nó rất là nhanh.
Các bạn cứ học thuộc lòng cái câu là you have been studying. Khi chúng ta muốn nói đến một việc gì đó đã diễn ra trong một khoảng thời gian liên tục. Ví dụ tôi đã đi bộ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Hay là ở đây là cậu ta đã ôn bài trong vòng mấy ngày vừa rồi. Đó, ta nhấn mạnh đến cái việc nó diễn ra tính liên tục thì chúng ta phải dùng cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này. Nó là hoàn thành tiếp diễn nhé. Đó. Thì có nghĩa là cái việc đó vẫn đang diễn ra và nó diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian rồi. Đó, thì chúng ta phải dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nhưng tôi chỉ nói cho vậy thì các bạn hiểu thôi. Các bạn đừng nghĩ điều đó. Các bạn đừng khi nói các bạn đừng nghĩ rằng chúng ta phải dùng thì gì. Nếu các bạn nói mà chúng ta nghĩ chúng ta phải dùng thì gì thì nghĩa là thất bại rồi. Bởi vì như thế nó sẽ là giống như một cái máy. Mà đơn giản khi chúng ta giao tiếp thì chúng ta chỉ nhớ chính xác cái câu đó như thế nào chúng ta đọc ra và nói ra. Vì thế chúng ta hãy học thuộc lòng cái câu này để nói ra và lần sau chúng ta học một cách tương tự như vậy. Khi nói là chúng ta nhớ ra cái câu đó, chúng ta chẳng cần biết nó là thì gì như thế nào. Còn ở đây về góc độ học chúng ta vẫn tôi vẫn phân tích cho các bạn để các bạn biết, các bạn hiểu. Đó. Thì chúng ta hãy học thuộc lòng câu này nhé. Ví dụ như thế này. You have been studying. Cậu đã học. You have been studying. You have been studying. Cậu đã học. You have been studying. Cậu đã học. For several days, Joe. Trong vài ngày rồi đấy, Joe. You have been studying for several days, Joe. Joe, cậu đã học trong vài ngày rồi. Cậu đã ôn bài đến vài ngày rồi đấy, Joe. You have been studying for several days, Joe. Joe, cậu đã ôn bài trong vài ngày rồi. Hoặc chúng ta có thể dịch là cậu vẫn đang ôn bài trong đến vài ngày nay rồi. Cậu vẫn đang ôn bài đến vài ngày nay rồi. You have been studying for several days, Joe. Cậu vẫn đang ôn bài đến vài ngày nay rồi, Joe. You don't need to study anymore. Cậu không cần phải học nữa. Chúng ta có từ don't need là không cần, study là học, anymore là nữa. Đó. You don't need to study anymore. Cậu không cần phải học nữa. You don't need to study anymore. Cậu không cần phải học nữa. You need to have some fun. Cậu cần phải giải trí, cần phải đi chơi. Because you're too tired to study. Bởi vì là cậu đã quá mệt mỏi vì học rồi. You're too tired. Tired ở đây là mệt. Too là quá. Too tired. Quá mệt. Tired các bạn đọc là tired. 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 Tired, mệt mỏi. Because you're too tired. Bởi vì cậu đã quá mệt to study, vì học rồi. Anyway, anyway thì cái từ này nó rất là đa nghĩa. Nó đôi khi nó có nghĩa là dù sao đi nữa. Hoặc nó chỉ là một cái từ để gọi là đế vào cuối câu cho nó một cách tự nhiên trong khi nói thôi. Chúng ta không quá quan trọng về dịch nghĩa của cái từ anyway này. Thấy người ta dùng cái từ này rất là nhiều. Nhưng cái từ này thì nghĩa của nó không quá quan trọng đâu. Chúng ta hãy dịch nó theo cái nghĩa của cả câu. Đó thì chúng ta có thể dịch cái này là you need to have some fun. Cậu cần phải giải trí một chút. Because you're too tired to study anyway. Bởi vì dù sao thì cậu cũng quá mệt mỏi vì việc học rồi. Đó. You need to have some fun. You need to have some fun. Cậu cần phải giải trí một chút. You need to have some fun. Cậu cần phải giải trí một chút. Because you're too tired to study. Bởi vì cậu đã quá mệt mỏi vì việc học rồi. Anyway, dù sao đi nữa thì cậu cũng quá mệt mỏi vì việc học rồi. I don't know. I don't know. I don't know. Thì chúng ta có cái ngữ điệu để nói về cái câu này như vậy. Chúng ta có thể nhấn lên, nhấn xuống là I don't know. Hoặc là chúng ta có thể nhấn dưới lên là I don't know. Chúng ta cũng có thể nhấn theo kiểu lượn sóng là I don't know, kiểu như vậy. Thì chúng ta hãy tập các cái ngữ điệu như vậy. Nhưng các bạn đừng nói ngữ điệu ngang ngang là I don't know. Thì ngữ điệu là một trong những phần quan trọng khi chúng ta học tiếng Anh, chúng ta phải bắt chước người nước ngoài. Có thể là chúng ta không bắt chước được y hệt như họ đâu. Chúng ta cũng làm giống khoảng 70-80% là tốt lắm rồi. I don't know. Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ không biết. Maybe you're right. Có lẽ là cậu đúng. Maybe you're right. Có lẽ cậu đúng. Maybe you're right. Có lẽ là cậu đúng. You're right. Ta đã học trong bài trước rồi. Là cậu nói đúng. I don't know. Maybe you're right. Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ là cậu đúng. Is it just me and us going? Chúng ta lại thấy ở đây là người ta dùng cái thì
hiện tại tiếp diễn để nói về thì tương lai đúng không ạ? Thì người ta câu này, cô bé này hỏi là Is it just Emmy and us going? Sẽ chỉ có Emmy và chúng ta đi thôi phải không? Đó, thì ở đây là họ dùng it là chủ ngữ giả. Nếu mà nói theo góc độ ngữ pháp ấy, thì cái câu sẽ có rất nhiều câu mà chúng ta không không nói theo kiểu có chủ ngữ, chúng ta sẽ dùng chủ ngữ giả. Ví dụ tới đây chúng ta nói là chỉ có Emmy và chúng ta đi đi chơi thôi phải không? Thì cái chỉ có đấy nó rất là chung chung, nó không có chủ ngữ gì cả, chúng ta phải đưa vào là is it đó, is it, chúng ta nối vào is it just Emmy and us going. Thì chúng ta hay học thuộc lòng cái câu này để sau này chúng ta hỏi về nhiều kiểu như thế nhá, nó sẽ giúp cho các bạn thông thạo hơn trong việc diễn đạt ý rất là nhiều. Is it just Emmy and us going? Chỉ có Emmy và chúng ta đi thôi phải không? Đó, thì các bạn có thể liên hệ cái ý này sang nhiều câu khác. Đó. Ví dụ chúng ta nói rằng là bố mẹ của chúng ta sắp đến, ví dụ người anh nói với người em là bố mẹ sắp đến đấy. Thì người em hỏi lại là thế chỉ có bố mẹ đến thôi phải không? Chúng ta có thể hỏi là Is it our parents coming? Is it our parents coming? Đúng không? Chỉ có bố mẹ thôi phải không? Đó, thì is it just our parents coming? Chỉ có bố mẹ thôi phải không? Đó, thì đấy là một cách diễn đạt kiểu kiểu như vậy. Thì các bạn có thể liên hệ sang nhiều ý khác nữa. Is it just Emmy and us going? Chỉ có Emmy và chúng ta đi thôi phải không? Tôi sẽ nói ngược lại câu này ở thể. Đây là người ta đặt ra câu hỏi, còn tôi sẽ nói thì khẳng định để cho các bạn dễ hiểu hơn. Thì khẳng định của nó sẽ là Emmy và chúng ta is going, sẽ đi. Emmy and us is going. Emmy và chúng ta sẽ đi. Thực ra thì ở đây là văn nói thì đôi khi người ta cũng có những cách nói nó khác với lại bài bản. Chúng ta cứ học ngữ pháp nó quen vậy thôi, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là những cái gì là ngữ pháp thì là chuẩn mực, nhưng thực ra khi ra cuộc sống thì lại không áp dụng nhiều đâu, có thể nó còn sai đi cơ, nhưng cái sai đấy thì lại được mọi người ở ngoài thực tế người ta nói rất là nhiều, người ta chấp nhận như vậy. Ví dụ ở đây các bạn hỏi là thế đây là Emmy and Earth thì có nghĩa là số nhiều rồi thì phải là are going đúng không ạ? Đấy, nhưng mà đấy, đôi khi người ta lại nói như vậy thì nó cũng không phải là sai đâu. Đấy, các bạn lưu ý một chút xíu thì các bạn cũng có thể sửa câu này đi. Đó. Hoặc là các bạn có thể nói như thế này, khi mà các bạn nói câu khẳng định thì các bạn nói là Emmy and I are going, Emmy and Earth are going, Emmy và chúng ta sẽ đi. Emmy and Earth are going, Emmy và chúng ta sẽ đi. Còn nếu các bạn đặt ngược câu hỏi lại là chỉ có Emmy và chúng ta sẽ đi phải không, thì hãy đặt từ it lên đầu, mà đã là từ it thì các bạn phải dùng is chứ không thể dùng are, sẽ không thể nào mà dùng là are it được, phải là is it đúng không ạ? Is it just Emmy and us going? Chỉ có Emmy và chúng ta đi thôi phải không? Đó. Đôi khi một cái câu rất đơn giản nhưng mà phân tích tiếng ngữ pháp thì lại rất là lòng ngoằng phức tạp. Vì thế tại sao phương pháp mới bây giờ người ta hoàn toàn người ta không có quan trọng lắm ở ngữ pháp. Các bạn học càng ít ngữ pháp các bạn càng nói dễ. Thì đơn giản các bạn cứ học thuộc câu đấy là được. Is it just Emmy and us going? Chỉ có Emmy và chúng ta đi thôi phải không? Đó. Ta sang câu tiếp theo. Lily is coming along too. Chúng ta đã có từ come coming along, thì ở cái bài là Save the Turtles các bạn có nhớ không, là giải cứu loài rùa đấy, thì people come along and take them after the turtles lay their eggs in the sand, people come along and take them. Thì ở đó come along có nghĩa là người ta đến
người ta ghé qua, người ta đến. Tức là sau khi loài rùa đẻ trứng thì những con người đến và lấy trứng đi. Thì ở trong trường hợp này, Lily is coming along too. Lily cũng sẽ đi cùng. Đó các bạn nhé, coming along ở trong trường này cũng người ta dịch là sẽ đi cùng, coming along đi cùng. Lily is coming along too. Lily sẽ đi cùng. Lily cũng sẽ đi cùng. Lily is coming along too. Lily cũng sẽ đi cùng. Really? Thật à? I need time to take a shower and get dressed. À, trên đây chúng ta có hai cụm mới, gọi là từ mới. Thứ nhất là take a shower, là đi tắm. Thì chúng ta có từ shower. Và thường thường người ta không nói shower bao giờ, mà người ta nói take a shower. Đấy. Hoặc là người ta nói là have a bath. Have a bath, cái từ bath các bạn biết không? B-A-T-H, B-A-T-H, đấy. Bath có nghĩa là đi tắm đấy. Thì have a bath hoặc là take a bath cũng có nghĩa là đi tắm. Còn đây là take a shower cũng có nghĩa là đi tắm. Cái shower này thực ra nghĩa của từ shower nó là cái vòi hoa sen. Đó, take a shower có nghĩa là hiểu ra là đi tắm thôi. Đây từ rất thông dụng. Thì người ta có những cách nói như vậy các bạn nhé. Take a shower hoặc là take a bath hoặc là have a bath đều là đi tắm. I need time, tôi cần thời gian to take a shower để đi tắm. And get dressed, và cái cụm thứ hai chúng ta cần phải học là get dressed. Cụm này có nghĩa là thay đồ, mặc đồ. Đó. Nếu mà từ dress không có ed, dress không có ed thì các bạn dịch là cái váy nhá, nó là danh từ, nó là cái váy. Thế còn get dressed mà nó có ed ở phía sau ấy, get dressed, thì cả cái cụm đấy nó có nghĩa là thay đồ, là mặc quần áo. Đấy, get dressed là thay đồ, mặc quần áo. Chúng ta có một từ khác để dùng cho cái trường hợp là thay đồ đấy, thì các bạn có thể dùng thay cái cụm get dressed này bằng cái từ change là thay đổi đấy các bạn. Đó, thì ví dụ các bạn nói là tớ cần phải thay đồ đã, thì các bạn nói là I need to change. Đó, I need to change first, trước hết tớ cần phải thay đồ đã. Đấy, hoặc không thì các bạn nói là I need to get dressed first, trước hết tớ cần phải mặc đồ, thay đồ đã. I need to get dressed. Trong trường hợp này thì người ta dùng là get dressed. Cái đuôi ed ở đây các bạn đọc là tờ nhé. Get dressed. Từ này đọc hơi khó đấy các bạn. Dressed. Get dressed. Đó. Mặc đồ, thay đồ. Get dressed, thay đồ. I need time, tớ cần thời gian to take a shower, đi tắm. Take a shower, đi tắm. And get dressed. Và thay đồ. And get dressed, và thay đồ. Don't worry, đừng lo. You have time, cậu có thời gian mà. Don't worry, đừng lo. You have time, cậu có thời gian mà. It will be fun to see Lily. Sẽ rất vui khi gặp Lily. It will be fun to see Lily. Sẽ rất vui khi gặp Lily. Cái câu trúc it will be fun này các bạn đã học rất nhiều rồi, tôi không nói lại đây nữa. Sẽ rất vui, ta dịch đơn giản thôi. It will be fun, sẽ rất vui. To see Lily, khi gặp Lily. And fun to watch a movie together. Và sẽ rất vui khi xem bộ phim cùng nhau. Khi mà xem phim cùng với nhau. And fun to watch a movie together. Câu trước thì người ta đã dùng it will be fun rồi, cho nên phía sau từ and người ta không nói lại it will be fun nữa, ta chỉ nói mỗi fun thôi. Hoặc chúng ta cũng có thể lược bỏ cái từ fun này đi cũng được, chúng ta chỉ nói là it will be fun to see Lily and watch a movie together. Đó, sẽ rất vui khi được gặp Lily và xem một bộ phim cùng nhau. Together là cùng nhau, together cùng nhau. Câu cuối, I told you so. Tớ đã bảo cậu rồi mà. I told you so. Told là quá khứ của tell, là kể, là bảo. Đó. I told you. Tớ đã bảo cậu rồi mà. I told you so. Tớ đã bảo cậu rồi mà. Đấy, tớ bảo rồi mà. Đấy. I told you so. Đấy, tớ bảo rồi mà. Câu này dịch như vậy. I told you so. Đó, tớ bảo rồi mà. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết qua cái đoạn hội thoại này. Bây giờ thì tôi sẽ đọc lại từng câu một cho các bạn nhớ câu, nó sẽ lâu hơn và kỹ hơn. Okay, great. We'll meet you in an hour.
Okay, great. We'll meet you in an hour. Oh, tuyệt quá. Chúng tôi sẽ gặp cậu trong vòng một giờ nữa. We'll meet you. Chúng tôi sẽ gặp cậu. We'll meet you. Chúng tôi sẽ gặp cậu. In an hour. Trong vòng một giờ nữa. In an hour. Trong vòng một giờ nữa. Bye. Tạm biệt cậu. Who was that? Ai thế? Who was that? Ai thế? On the phone. Trên điện thoại. Jane. Who was that on the phone? Ai trên điện thoại thế? Jane. Who was that on the phone? Ai trên điện thoại thế? That was Emmy. Đó là Emmy. That was Emmy. Đó là Emmy. She wants to meet us. Cô ấy muốn gặp chúng ta. She wants to meet us. Cô ấy muốn gặp chúng ta in front of her apartment building. Ở phía trước nhà của cô ấy. In an hour. Trong vòng một tiếng nữa. In front of her apartment building. Ở phía trước nhà của cô ấy. In an hour. Trong vòng một tiếng nữa. Why are we meeting her there? Tại sao chúng ta sẽ gặp cô ấy ở đó? Why are we meeting her there? Tại sao chúng ta sẽ gặp cô ấy ở đó? Because her apartment is close to the bus stop. Bởi vì nhà của cô ấy gần với lại trạm xe buýt. Because her apartment is close to the bus stop. Bởi vì nhà của cô ấy rất gần với lại trạm xe buýt. We're going to go downtown. Chúng ta sẽ đi vào trung tâm thành phố. We're going to go downtown. Chúng ta sẽ đi vào trung tâm thành phố and watch a movie và xem phim. So hurry up. Vì vậy cậu hãy nhanh lên and get ready. Và hãy chuẩn bị đi. So hurry up. Cậu hãy nhanh lên and get ready. Và hãy chuẩn bị đi. Oh, I honestly don't think I should watch a movie tonight. Ôi, thật lòng mà nói tớ không nghĩ là tớ nên xem phim tối nay đâu. Oh, I honestly don't think I should watch a movie tonight. Ôi, thật lòng mà nói tớ không nghĩ là tớ nên xem một bộ phim tối nay đâu. I'm studying for an important test on Tuesday. Tớ đang ôn bài cho một bài kiểm tra rất là quan trọng vào thứ ba. I'm studying, tớ đang ôn bài. I'm studying, tớ đang ôn bài for an important test. Cho một bài kiểm tra quan trọng on Tuesday vào ngày thứ ba. So I really don't have time to have fun. Vì vậy tớ không có thời gian để đi chơi đâu. So I really don't have time to have fun. Vì vậy tớ không có thời gian để giải trí đâu. You have been studying for several days, Joe. Cậu đã học suốt mấy ngày rồi, Joe. You have been studying for several days, Joe. Cậu đã học suốt mấy ngày rồi, Joe. You don't need to study anymore. Cậu không cần phải học nữa. You don't need to study anymore. Cậu không cần phải học nữa. You need to have some fun. Cậu cần phải giải trí một chút. You need to have some fun. Cậu cần phải giải trí một chút. Because you're tired to study. Bởi vì cậu đã quá mệt mỏi vì việc học rồi. Because you're tired. You're too tired to study. Anyway, bởi vì dù sao cậu cũng quá mệt mỏi vì việc học rồi. Oh, I don't know. Maybe you're right. Oh, I don't know. Maybe you're right. Oh, tôi cũng chả biết nữa. Có lẽ là cậu nói đúng. Is it just Emmy and us going? Có phải là chỉ có Emmy và chúng ta đi không? Lily is coming along too. Lily cũng sẽ đi cùng đó. Lily is coming along too. Lily cũng sẽ đi cùng đó. Really? Thật à? I need time to take a shower and get dressed. Thế thì tôi cần thời gian để đi tắm và mặc đồ thay đồ đã. I need time to take a shower and get dressed. Tớ cần thời gian để đi tắm và thay đồ. Don't worry, you have time. Đừng lo, cậu có thời gian mà. Don't worry, you have time. Đừng lo, cậu có thời gian mà. It would be fun to see Lily. It would be fun to see Lily. Sẽ rất vui khi được gặp Lily. And fun to watch a movie together. And fun to watch a movie together. Và rất là vui khi được xem một bộ phim cùng với nhau. I told you so. Tớ đã bảo cậu rồi mà. I told you so. Tớ đã bảo cậu rồi mà. À, như vậy là chúng ta đã cùng nhau học xong bài số 18 ngày hôm nay. Have some fun, vui chơi giải trí. Các bạn hãy có thể là có hai người bạn cùng nhau, chúng ta sẽ cùng luyện tập bài này nhé. Các bạn hãy tìm một người bạn khác, chúng ta sẽ cùng luyện tập cái bài này khá là hay. Các bạn có thể là học thuộc lòng các câu này và tập nói đi nói lại cho nó trôi chảy. Khi nói thì các bạn phải bỏ cái lời ra nhé, các bạn cố gắng nhớ nó ra thì các bạn sẽ nói nó được một cách tự nhiên. Các bạn tập như là đang hội thoại thật. Và sau đó thì các bạn hãy nghe lại cái băng của người bản xứ thật nhiều lần. Chúc các bạn học tốt và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong bài số 19 lần sau.